ngồi cái muỗng đây anh muỗng muỗng nữa. Thao cảm giác thế nào anh? Lên rồi, lên rồi. Lên nóc nhà, lên nóc nhà. Sau đây là màn trình diễn quăng chài. Mà không phải là quăng dưới sông mà quăng trên bờ. Bờ lại. Một pha quăng chài. Đến từ phía quăng được không anh, quăng được không, quăng được không? Rồi hốt anh, hốt hốt hốt. Lấy bỏ ra cho anh quý. Rồi lụm nè anh em, lụm. Hello các bạn đã quay trở lại nha, chúc các bạn mới vô dĩa. Kéo chài lên anh. Các bạn có nhận ra đây là ai không các bạn? Đây. Đây là một gương mặt thân quen đến từ phía Tây Nguyên. Đây là còn hai cái bản mặt này là các bạn không cần phải giới thiệu nữa. Thôi còn phải giới thiệu. Giới thiệu các bạn, đây là anh Già Lèn. Sở hữu kênh YouTube là Già Lèn Tây Nguyên đúng không anh? Đúng rồi. Biết anh lâu rồi các bạn, nhưng mà bữa nay mới có dịp gặp tại anh xuống quê mình, anh đi thằng thép quê, nó lên trên anh nó chơi á. Xong rồi anh theo thằng thép chơi. Bắt cóc giờ luôn cũng may mắn hơn mình gặp anh lần đầu tiên. Trời ơi, mình không có cơ mình lên núi bữa đây gặp anh ở núi xuống Cồng Vàng rồi mình mới tiếp anh bữa các bạn. Bữa nay mình có mua cái gì? Nãy mình có mua không, mình không có biết cái món gì để mình đãi anh, cho nên tao muốn mua mấy con tôm mày. Tôm thì biết làm cái món. Mày mua mấy con chắc đủ người con à. có làm cái món tôm chấm thái gì á thì biết làm không, lát nữa hỗ trợ mình làm nha. Tại okay. Mình không có thành mấy món ẩm thực đâu các bạn. Ok, bữa nay mình chỉ làm một cái món tôm sốt thái đó để đãi anh Già Lèn bữa nha. Trời cũng gió nó hơi ồn, các bạn thông cảm nha. Ok, bây giờ anh em mình sẽ bắt tay vào làm cái món ăn nha các bạn. Từ đó cho mình nói ra chứ. Nói lên. Nãy giờ không tin Già Lèn cũng làm. Rồi anh nói lên. Chào mọi người ở bên kênh của khán giả của em Huỳnh Kha nhé. Và chào tất cả mọi người cũng đang xem trên điện thoại TV. Mình xin giới thiệu mình tên là Tính, mình ở tên Con Tum Tây Nguyên ấy. Tính mình là đang làm một kênh YouTube tên là Già Lèn Tây Nguyên. Già Lèn Tây Nguyên. Và những cái chủ đề của kênh mình là về những văn hóa ẩm thực và những chuyến sinh tồn trong rừng và đi hái tìm dược liệu ở trong rừng. Đúng rồi, thì các bạn bỏ bên Huỳnh Kha TV mình, các bạn hãy qua và để lại cho anh Già Lèn Tây Nguyên một cái like, một đăng ký kênh ủng hộ anh có thêm động lực để làm nhiều video cho các bạn coi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào nó thôi. Vô bước lẹ. Vô lâu 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 Già Lèn Tây Nguyên xuống mà nó mua tới 3 cái tôm mà mà trong kia ở đây có 80 người. Các bạn hồi sáng mình xuống mình kiếm tôm tư mà hiếm có đèn là tôm mà nó dạng như cái vuông. Phải không ông nợ ưng ông ai phải tao mua được tôm tư. Tao thấy con tôm nào nó càng ưng là nó càng dễ lột. Ông mơ là ông. Trời ơi sao nói vậy trời. Tôm cũng ngắt nè. Tôm người ta ưng là người ta lừa dễ lột hơn các bạn. Tao bao tôm ưng nó dễ rã thì tao mơ. Đúng rồi mấy à. Tình cô lúc hai nó nói chuyện khó hiểu hơn. Tôm dễ lột nhất là tôm chín. Sau 8 ngày năm thì mình làm đủ rau luôn, sau mình bây giờ tao phần ăn nữa, trong cầu 10 ngày năm mà bắt đầu mình sắp thành lý luôn. Đúng rồi, trời chuẩn bị mưa, lẹn nên có gì không? Ủa, sắm được đâu? Cái này không có đành đâu, nhờ giúp vừa nó chỉ cho mình. Rừng ở trong ăn chắc cái khó khó luôn anh. Còn rừng ở dưới cái này lên đá không ạ? Bây giờ làm sao? Có làm sao? Giờ làm không có mình giao đâu. Bây giờ làm lấy gì rồi? Có bể đổ bếp đũa các bạn. Có cái nước rồi.
khác giới, nhưng mà Việt Nam mình xuất được giới, đúng không? Ờ, ta đi lấy cái đồ đạp ớt. Đạp ớt, đấy, còn chạy chạy với con đúng không? Là lấy vỏ ra, lấy ra. Cái mùi cái chanh chịu không nổi luôn. Món này là cho chín nước không? Dạ. Cho nó khử vị khô. Đây đây đây. Cho đâm ớt đi. À, bỏ đây. Đâm bao nhiêu đá đây? Đâm hết luôn. Ồ, chú gì? Tay ngang mình sao so bì với thằng đầu bếp được các bạn? Thì sao có như mình làm như ăn cho sai được hết. Đúng rồi, mình ăn dễ. Chủ yếu có tấm lòng để đãi anh già làng được rồi. Anh cũng đừng buồn em nha. Bây giờ là trộn lên thôi. Tại vì cái thơm mình nó ít, mình sẽ cho mấy cái rau rét này nó ít ít lại. Rau rét. Rau thôi còn được cái rét nữa cha. Đậu sao? Không. Đơn giản nhưng mà nhìn nó hấp dẫn chứ trời. Đơn giản. Ăn cắp không mẹ? Rau nữa không? Rau. Còn rau nữa không? Mình ăn sống hay hơn. Mình cứ trộn cho nó thơm đi. Cắn. Ôi giời ơi là giời. Cay lắm đó nha. Đẳng cấp dữ trời. Chi đũa ra thử coi. Chi đũa, chi đũa ra, chi đũa ra. Đi chuột chuột nữa bạn. Bây giờ chi người cấp người ra đũa nha. Nhà nước còn ngọt chưa hơi. Nhà nước cấp nhiêu là lấy nhiêu nha. Cái này nó có cái đồ ngốc ngốc. Đây, bây giờ ấy anh giữ một đôi đũa. Đây. Đó. Giờ là ta phiền bạn. Rượu rồi đâu? Bạn với rượu rồi đâu? Rượu không? Uống rượu nữa không? Ừ. Còn rượu vô trong đó luôn ha. Có rượu không? Có rượu trong đó. Có rượu cho. Bây giờ lấy rượu anh cho anh một ly nha. Lấy một cái ly. Em thì em thiếu bia không à, mà bia uống được lâu rồi rượu chứ đúng không? Không, cái tại bia cho cái này nó tanh. Ly nhỏ nhỏ. Rồi ok.
cho anh mình lấy một ly rượu giờ đây. Chút ít cho mình, anh em mình đâu có nhậu đâu. Ấm ấm chưa đúng không? Cái kia cho ngồi bên kia. Mưa gió mà phải có xíu ấm ấm. Cái này hợp lý luôn. Ok. Tứ. Mấy lần chưa? Rượu. Rượu ngâm cái gì đó anh em cũng biết nữa. Chuối á. Chuối. Chuối một côi rồi đầy đủ. À. Bây giờ mình ngồi đây đi. Rồi được rồi đó. Dạ. Anh em bây giờ thưởng thức đi. Bây giờ là cái gì đây, có câu gì kính lão đất thổ không phải? Mỗi người một đau đũa. Kính khách hả? À em đi mời anh thưởng thức đó. À bây giờ mời anh mời trước anh, đi. Anh là khách VIP mời anh trước, anh thử một con rồi mình nha. Mời dạ, mấy anh em mời cả nhà mình nha. Dạ đúng rồi. Kêu nhớ là mình ước kêu cải xanh không? Quên luôn. Đó, để giờ mình cuốn vô cái lá cải tôi. Chứ gì nó từ nhiều khi tôi ngu quá các bạn. Tại nó ngon. Mình hướng tay đúng không? Giỏi quá. Đúng rồi, một cái muỗng nữa. Đúng rồi. Một người cái muỗng đây anh một muỗng nữa. Thao cảm giác thế nào anh? Nín nín thở bằng cái mũi, thở ra bằng cái miệng nè. Chào anh sao? Ok đi. Cảm giác nó sao? Ngon lắm. Đúng chưa? Mà nó ngon đúng không? Nó cay mà nó ngon. Rồi cho anh em mà thử. Giờ đi mình thử nha các bạn. Mời mọi người nha, thử nha. Thử ấy. Dạ, ba bình luôn, ba bình luôn. Trời nó gió nha các bạn thông cảm nha. Đối với sấm dừa anh thì có rất là nhiều món rất là đặc biệt luôn. Sấm dừa nó ăn nhiều cái món lạ lắm anh à. Món lạ rồi mà cái cây nó có nhiều cái lạ lắm. Anh có thấy bao giờ mà cái cây đu cái trái nó đủ một trên cây me chưa? Cái trái tôi một trên cây. Cái đó mình bí mật. Đây nè. Mời các bạn nha. Lấy nếm được mà. Cắp chưa? Dạ. Mời mọi người nha. Wow, đã quá anh em ơi. Ngon không? Ngon quá. Hết bệnh luôn à. Chạy nước mắt luôn. Wow, chạy nước mắt luôn anh à. Số 1 luôn. Wow, nó đã cái tờ. Mời đó các bạn. Nó rất là mịn nha. Dạ. Hành nè. Dạ. Mình chán bỏ vô á. Đúng rồi. Chán được nhiều màu sạc hơn thì ăn miếng ngon. Ồ, đã cắp đi rồi. Trời nhắm như vậy hết chết luôn á. Thằng tiếp nó phê nó đuôi mất rồi các bạn. Sao vậy mẹ? Phê không? Cái thịt tôm nó mịn mịn đúng không? Nó đã lắm các bạn. À nãy giờ qua đang hành sống. Đây nè các bạn. Ồ ăn cái cọng hành nó săn nó hăng lên. Đỏ mặt luôn. Ăn này nó hăng chịu đó. Ăn hành sống các bạn. Hành sống mà chấm với mùi đẹp nữa mới ngon 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 này. Đúng. Nó ăn lắm. Không biết các bạn đã từng ăn chưa nè. Đứng đứng hình rồi. Đứng hình rồi. Ừ. Cái hành nó vô nó hăng hơn nữa. Bây mày thử mày lấy miếng hành trong củ hành ơi. Mày chấm vô mày ăn đi. Nó phơi lắm. Phơi gấp 2 lần tôm. Chưa tính tới cái lá cải. Đó các bạn. Rồi luôn. Lá cải xanh mà đưa vô nữa là chết luôn. Trời ơi. Mưa luôn. Wow. Trời đang mưa các bạn. Chúng mình đang ngồi, anh em mình đang ăn với mưa. Sao có cái dừa. Đã luôn. Sao mày làm sao anh? Dừa bảo. Bất luôn các bạn. Sao mà nói chung ngon. Ngon. Rượu để vô. Trời ơi. Ồ đúng rồi. Uống miếng rượu nữa anh, uống rượu nữa. Xuống rồi chứ. Wow. Đã cực kỳ luôn rồi. Bây giờ nãy giờ bạn mình nó cầm máy quay cho mình đó các bạn. Bây giờ mình cầm máy cho nó vô thử. Đây bạn. Vô đi. Vô. Đây là bên bạn mình các bạn. Vô đi. Nãy giờ trời mưa ướt máy quay luôn à. Thử miếng các bạn coi sao. Các bạn thấy không? Mưa ở bên hông kim mù luôn. Ừ. Thử miếng coi thử sao. Mình muốn khóc luôn các bạn. Wow. Anh già lẹ. Nãy giờ anh ngồi anh đồ lắm. Anh ho luôn. Thử miếng các bạn. Mà nó ngon. Thì tôi bị căng thẳng quá là. Thì nói chung là cũng có chịu lắm, bạn ăn thử rồi biết à. Nó ngon hơn là mình bỏ mình để tôm mình nhúng nó còn hơn nữa mày ăn thử đi đúng không? Ừ. Mình bỏ tôm mình nhúng vô nó không có thấm nhiều đâu. Thử coi mày thử coi. Phơ phơ. Chấm một tẹt luôn hả? Ừ đúng rồi chấm một tẹt luôn.
cũng vô hết nguyên chùm. Thế nào nó săn mà thở cũng được không? Dạ không không. Người ta thiết kế là đồ ăn mà anh, không làm sao mà mình được. Không bao giờ bị sao hết. Nó đẹp áp, nó tinh thần mình thôi. Ngáp ngáp. Nói chứ bộ tạng này mình ăn nhiều lần rồi, quen rồi. Nói chung không có sao đâu. Đúng rồi. Ăn thua thì ba đồ yêu này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đồ nó yếu, nó cái đậu xanh mà mày ăn đi tao tao quất hết rồi không bao giờ. Rồi. Cảm ơn. Đúng rồi, quất các bạn. Lên đồng luôn. Hay quá bạn ơi. Sao? Bình tĩnh lắm nó ăn. Mày đưa tao coi coi nó sao? Tính béo nó ngậy tôm, nhưng mà nó không có nồng giống như là mình chấm một con tôm mà chấm thẳng vô bồ tạt đâu. Hay gì ta? Hay gì chưa? Nó không có cảm giác gì mà chỉ đó, đầu luôn. Bồ tạt đó là không cần à. Không cần bỏ đâu đấy, mình nói với các bạn là cái bồ tạt không cần bỏ xì dầu vô luôn à. Ăn cái mặt nó tỉnh như con ruồi vậy à. Mình bất ngờ luôn mà à. Là con tôm sống á, sống á là mình sốt chanh à. Xong rồi mình bỏ ngăn mát. Rồi. Bỏ ngăn mát cho nó lạnh lên xong bắt đầu mang ra chấm một tạt sống ăn luôn. Rồi. Là nó phê mà nó nồng nó. Ờ đúng nó đã được rồi. Một cái là lên cái đầu là mình. Sao sao vậy? Phỏng vấn anh cho là chứ. Nãy giờ cảm giác anh nó thế nào? Rất là ngon luôn. Mà nó hơi khó ăn chứ đúng không anh? Khó ăn nhưng mà ngon lắm. Em cũng ăn mấy lần rồi nhưng mà em cũng cảm thấy nó khó ăn. Khi mà nuốt được rồi thì nó ngon. Đúng ngon nhưng mà lúc nuốt đang nhai á. Đang nhai nó khó. Khó. Thông cái lưỡi đầu mà nó muốn có thở luôn. Đúng rồi. Đó các bạn thấy không? Thằng này nó thằng này giờ này đó, đắp phê rồi các bạn, phê cô lê luôn. Ok. Đã mình. Nhưng mà nó đã luôn. Lần đầu tiên trải nghiệm cái món này. Phê không? Phải phê không? Luôn. Nó bình luôn. Chào. Mỗi phút luôn. Nói chung là anh em mình ăn cái này cũng hết rồi các bạn. Nói chung là nó rất là cay, rất khó ăn nhưng mà anh giờ lại ăn họ cảm thấy rất là ngon. Tại vì nó có mùi tạt nó khó ăn chứ. Ok thì lần đầu tiên mình được gặp anh Già Lèn ngay tại cái ở quê mình không tin luôn. Tại thằng Thép nó lên ảnh nó chơi các bạn, ảnh theo xuống quê mình anh chơi thử. Cũng rất may mắn gặp được ảnh. Thì giao lưu với anh một bữa cũng rất là vui. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra để xem video của mình nha. Ok và một lần nữa thì các bạn nhớ qua bên kênh anh Già Lèn Tây Nguyên đó để ảnh một cái like, một cái đăng ký kênh để ảnh có thêm động lực để làm video đi rừng lên núi cho chúng ta cùng xem. Bây giờ qua ngày mới thì xin chúc tất cả các bạn vui vẻ luôn, thành công cuộc sống luôn. Anh em tụi mình xin dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Xin tiếp. Bye bye. Bye bye các bạn.